Ok, hello, xin chào anh em đã quay trở lại với kênh channel của Starzin nha. Ok, thì trong clip này mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để mà anh em có thể tạo một cái băng hải tặc cho anh em, để cho anh em có thể mời bạn bè anh em vô. Thì nó cũng sẽ giống như là một cái club hoặc là một cái quân đoàn trong những cái tựa game khác gì đó. Thì để mà tạo cái tem này như thế nào thì anh em hãy xem mình đến hết clip này nha. Và khi mà anh em xem video mình thì đừng quên cho mình một like, một đăng ký kênh mà ủng hộ cho những video tiếp theo của kênh mình nha anh em. Thì để mà tạo được cái băng hải tặc á, thì anh em sẽ bấm vào cho mình một cái mục, đó chính là cái mục có cái tự đầu lâu chỗ này nè anh em. Anh em bấm vào đây thì nó sẽ hiện lên cho chúng ta một cái trang. Thì chúng ta sẽ có là bên đây là cái logo của chúng ta. Còn ở phía trên đây là chúng ta sẽ tạo cái tên của băng hải tặc cho chúng ta nha. Thì của mình thì mình sẽ đặt cái tên đó chính là Starzin IT nha anh em. Đó. Starzin ITB nè mà. Ok, mình sẽ đặt cái tên này đi. Đấy thì đây là chính là cái tên của băng hải tặc của mình. Ok, còn về phần logo link đó thì chúng ta sẽ có một cái nó hơi khó khăn chỗ này đúng không? Thì cả phần logo Game Link này thì anh em hãy xem kỹ cái phần mình nói chỗ này nha anh em. Chỗ này thì mình hướng dẫn em trên PC, nhưng nếu mà anh em nào mà chơi trên điện thoại á thì anh em vẫn có thể là làm theo cách này của mình, thì nó sẽ tương tự thôi. Ok, thì để mà lấy được cái link hình á thì anh em hãy bấm vào cho mình vào tra trình duyệt nha anh em. Anh em vào trình duyệt và anh em gõ cho mình cái một cái từ khóa, đó chính là goblock nha. Đấy thì anh em gõ cho mình goblock.com. Đây thì anh em gõ cho mình đúng cái trang này. Còn cái này thì chúng ta sẽ bấm enter thì chúng ta sẽ có vô được một cái trang như thế này. Thì thật ra đây là cái trang chủ của Roblox ở trên trang web thôi, nó chưa cũng không có gì quá xa lạ kia anh em hết, nhưng mà ở trên cái ứng dụng của anh em nó sẽ không có đó, nên là anh em phải bắt buộc phải lên trang web nha. Thì sau khi mà anh em truy cập vào trong đây rồi á thì anh em hãy bấm vào cho mình cái một cái tên của anh em ở trên đây nè đó, anh em bấm vào cho mình cái tên của anh em nha. Đó thì anh em sẽ tiến vào cái trang Google file của anh em, và sau đó thì anh em sẽ bấm vào cho mình, đó chính là cái một mũi tên ba chấm nè, anh em bấm vào đây cho mình nha. Và nó sẽ hiện lên cho chúng ta một cái câu, chính là inventory nè. Thì anh em bấm vào cho mình cái câu này đó, thì anh em bấm vào đây nha. Sau khi mà anh em đã bấm vào đây xong rồi á thì chúng ta sẽ hiện lên một cái dòng như thế này nè anh em. Đó, anh em sẽ hiện lên một cái chuỗi cái dòng như thế này, thì anh em hãy kéo xuống và anh em bấm vào cho mình có một cái, chính là một đề can anh em. Đó, anh em bấm cho mình có một đề can, anh em bấm vào, và sau đó thì nó sẽ chỉ cho anh em đến một cái trang như thế này. Thì nó để là du đông heo item nha, thì anh em họ chưa có gì cả. Và để mà anh em kiếm được một cái hình á thì anh em bấm vào mình cái một cái, chính là get get more. Đó, anh em bấm vào một get more nha. Đây ok, thì nó sẽ chuyển cho anh chúng ta đến một cái khu để mà cho chúng ta lựa chọn hình nha anh em. Đó thì ở đây thì chúng ta sẽ có rất là nhiều loại hình để mà cho chúng ta lựa chọn, nếu mà anh em thích cái hình nào á thì anh em chọn hình đó. Ở dưới đây thì anh em có thể chọn những cái trang mà tiếp theo đó, thì anh em thấy trang đầu tiên không có hình anh em muốn thì anh em chọn trang tiếp theo là được rồi. Ok, thì ở đây mình có thể là lấy cái hình mà hải tặc này anh em, hoặc là anh em cũng có thể lấy cái hình One Piece nè. Đó thì anh em có thể chọn bất cứ hình nào mà anh em muốn. Thì ở đây thì mình sẽ chọn cái hình của Shiba nha, tại vì mình theo hệ là Shiba nữa mà. Anh em thấy cái hình avatar của mình là anh em hiểu rồi. Ok, thì chúng ta sẽ có một cái chính là một cái trang cho chúng ta chọn như này. Thì anh em muốn chọn hình theo chủ đề gì thì anh em chỉ cần gõ tìm kiếm chỗ này là được nha anh em. Ok, mình sẽ chọn hình Shiba này nha. Đấy thì cái hình này chủ yếu là mình để kiểu như là gây ấn tượng thôi. Ok, sau khi mà chúng ta đã chọn cái hình ưng ý rồi thì anh em hãy bấm vào cho mình cái một, đó chính là get decal. Đó, get decal. Nghe get decal hay get gì đó mình cũng không biết, nhưng mà mình thích đọc được get decal anh em à. Ok, sau khi mà chúng ta đã chọn xong hình và anh em chọn đó xong rồi thì anh em hãy quay trở lại cái trang chủ nha. Anh em có thể là bấm vào chữ goblock.com đấy, để mà anh em quay lại cái trang chủ lúc nãy. Anh em bấm vào cho mình cái tên tiếp tục nè, em bấm vào cái tên của mình và anh em chọn cho mình cái mục là inventory nữa nè anh em, giống như lúc nãy thôi. Thì ngay tại mục này chúng ta sẽ chọn lại cái mục chính là decal đó. Thì cái hình của con Shiba của chúng ta đã được gọi là thêm vào đây rồi, thì anh em chỉ cần việc là bấm vào cái hình này thôi. Sau khi mà anh em bấm vào cái hình này á thì ở trên cái đường link ở trên đây này nó sẽ hiện lên một cái đường link đó, thì anh em chỉ cần copy cái đường link này là chúng ta sẽ được gọi là lấy cái hình này anh em dán vào trong trong cái mục chính là anh em tạo băng hải tặc á. Ok, còn dây sau khi mà anh em bấm copy cái link rồi đúng không, thì anh em trở lại trong game cho mình nha. Ok, ủa đậu xanh có không nào, cho tôi chế hồi sinh này anh em. Ok, sau khi mà anh em lấy cái link đó rồi thì anh em dán cái link nó vào đây nha. Ok, và anh em bấm vào cho mình cái một chỗ bất kỳ, cái này sẽ là bỏ qua đi nè, nó hiện lên cái logo lúc nãy mà chúng ta chọn nè anh em. Đó anh em thấy không, hình con Shiba. Sau đó thì anh em chỉ cần bấm vào nút tạo được rồi. Và anh em lưu ý là để mà tạo được cái băng hải tặc á thì anh em phải cấp là 300 trở lên nha, thì anh em có thể là tạo được cái băng hải tặc. Ok, mình sẽ bấm tạo này anh em. Ok, thì bây giờ mình đã tạo thành công một băng đảng rồi, thì bây giờ chỉ cần việc là mời những người mà anh em muốn cho vào để mà anh em
tiến hành anh em thêm thành viên thôi. Đó thì nếu mà anh em nào muốn vào băng hải tặc của mình thì anh em có thể là bấm đăng ký kênh của mình để mà mình có thể là cho anh em vào băng hải tặc của mình nha. Đó, nếu mà đủ slot anh em, còn nếu mà anh em vào trễ mà anh em đăng ký kênh muộn á thì anh em sẽ không còn slot đâu. Ok, và đó là cái phần hướng dẫn mình về cái cách để mà cho chúng ta có thể là đăng ký và tạo một cái băng hải tặc nha. Thì nếu mà anh em thích video mình thì đừng quên để lại cho mình một like, một đăng ký kênh để mà ủng hộ cho những video tiếp theo của mình nha anh em. Đó, ok, cảm ơn em rất nhiều. Và bây giờ thì xin chào và hẹn lại mọi người trong những video lần sau nha. Bye bye.